đang là view blend không này, sang grid một này, chúng ta select các chuột tab, các chuột về phím tab nhá, tab tab ấy, ở trên màn hình ấy, các chuột tab ấy, rồi chuyển nhanh những các view. Giả sử muốn khung view đang ở xa, giả sử mọi người thấy khung view đang ở xa này nha, đúng không ạ? Muốn nhá, không phải zoom chuột nhá, ta ấn phím home, nó ai có phím home nhá, phím nào phải đầy đủ phím nhá, thì ấn phím home. Đấy đúng không ạ? Nó về luôn cái màn hình trực tiếp của khung view này đúng không ạ? Tiện lắm đúng không? Ví dụ chúng ta đang xa không phải cuộn chuột đúng không ạ? Ấn home cái nó về luôn này. Điểm home nhá. Đấy đúng không ạ? Chưa? Thì tắt nhanh đúng không ạ? Đấy, các chuột tab để chuyển nhanh các view này, home này. Đấy. Home này, đấy, nó chuyển ngay về khung view. To nhất cho mình xem. Bây giờ chúng ta muốn gì ạ? Tạo được đấy chưa? Đó, chọn là CR2 này, sau đó ấn giữ phím shift này, chọn cái cuối cùng, quân chuột xuống rồi không đẩy sang, nó sẽ thông báo đúng không ạ? Ra một cái thông báo là quan minh là gì ạ? Là nó mở quá 9 view rồi đúng không ạ? Đúng không? Giới hạn là 9 view thôi nhá. Đấy, mọi người chú ý tại sao lại không mở được nhá, thì phải đẩy bớt view về nhá. Window này, tab vertical này, một là tắt bớt như này đi, đó, tắt bớt đi. Hai là gì ạ? Vào Ctrl Y đẩy về, đúng không? Đẩy mũi tên về sang bên ngược lại thôi, kích thẳng vào đẩy được đúng không? Đúng rồi, kích vào đẩy ngược lại, kích vào đối tượng ngược lại, đúng không? Đẩy ngược lại. Có thể muốn thao tác trên nào chúng ta bật. Ví dụ nhá, bây giờ chúng ta thao tác trên mặt bằng không nhá. Ta đẩy mặt bằng không sang nhá. Ctrl Y đẩy mặt bằng không sang nhá. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. Bắt đầu dựng cái đầu tiên, dựng cột nhá. Bây giờ bật mặt bằng không lên chưa? Bật không nhá, mọi người bật bằng không nhá. Zoom to hết cỡ lên nhá, cho đỏ hiện hành luôn nhá. Cái người không view đang có màu đỏ là cái hiện hành nhá. Màu đỏ, khung viên màu đỏ ấy, là hiện hành nhá. Tao tác ở trên đấy. Thì để vẽ dạ, để dựng hình cái cột chẳng hạn, ta vào mục modeling này, grid steel path này, steel path ấy, hoặc là đây, đây là tất cả các cái của nó đúng không? Beam này, polybeam này, column này đúng không? Còn nếu mà lại tắt trên màn hình ý, chúng ta nhìn thấy các biểu tượng màu xanh nhá, có chữ grid column này nó báo luôn này, không, nó giải thích luôn đúng không? Đấy, có hai cách. Đấy. Thì riêng cột nhá, chúng ta vẽ qua một điểm nhá, kích vào này, nó ra cái dấu cộng này là chúng ta có thể bắt đầu dựng hình. Kích vào một điểm, chúng ta nhìn là đây, chúng ta xem thiết kế nhá. Cột ở đây là tiết diện bao nhiêu? H300 310 15. Chúng ta cứ vẽ trước đi, rồi đúng không? Dựng hình trước. Ta kích vào nhá, lưới cột thì kích qua một điểm nhá. Ví dụ này, nó ra dấu cộng này, chúng ta bắt đầu vẽ này, dựng hình này. Đấy, đúng không? Ví dụ đây, chúng ta vào 3D, Ctrl Tab vào 3D, nhìn. Đó, cột thì chúng ta vẽ qua một điểm, dầm thì vẽ qua hai điểm, dầm răng vẽ qua hai điểm. Escape để kết thúc lệnh nhá, Escape để kết thúc lệnh nhá. Đúng không? Escape để kết thúc lệnh, hoặc là chuột phải Interrupt, hai cách. Tôi nhìn vào 3D chúng ta nhìn nhá. Các chân tép để chuyển tép. Nếu mà ai tắt 3D rồi thì phải bật 3D lại nhé. Rồi, không thì chuyển bằng Windows Tab Vertical tắt đi cũng được. Đó, nhiều cách. Bây giờ chúng ta kích đúp vào cột để kiểm tra nhé. Tại sao nó kích qua một điểm? Kích đúp vào cột để kiểm tra này. Kích đúp chuột trái. Thì nó ra bảng Column Property. Đó. Thì hai cái đầu tiên ý, prefix và start number, cái này liên quan đến việc nó tự đặt tên. Ví dụ mình get thì mình đặt thế nào cũng được đúng không, nhưng mà tất cả nó phải có quy tắc. Assembly là tên của cấu kiện gá ấy, tên là một tổ hợp ý đúng không, chúng ta phải gá vào đúng không. Thì cái này sẽ là tên của tổ hợp này, cấu kiện chính ý, thì nó phân biệt cấu kiện chính và phụ đúng không.
cấu kiện chính như ở cái tab H này sẽ là cấu kiện chính này, còn đây sẽ là cấu kiện phụ đúng không? Thì cấu kiện chính sẽ nhập ở mục C này nhá, assembly prefix và bắt đầu là số 1 nhá, start là mở bắt đầu là số 1 đúng không ạ? Tại vì nó sẽ đánh bắt đầu ở C1, C2, C3 đúng không? Bây giờ tự đánh nhá, mình không phải đánh nhá. Còn như ở get thì mình phải tự đánh số đúng không? Mình phải đặt thích đặt lên bao nhiêu mình đặt đúng không? Ngày tất cả nó sẽ tự đánh cho mình. Nếu mình đặt CC thì nó ra là CC1 chẳng đúng không? Ví dụ thế. Còn start number luôn luôn để là 1 nhá. Còn cái path prefix này ví dụ cho plate ý, thì sẽ giải thích sau đúng không? Nhưng cái này sẽ nói ở phần nó ra bản vẽ sẽ nói kỹ hơn. Cái name mình là cái này tên mình đặt nhá. Là column hoặc là gì đó. Còn quan trọng nhất là cái profile này. Profile là tiết diện nhá. Tiết diện này thì mình kích vào select này. Nó sẽ ra một cái thư viện tiết diện của môi trường đâu mà. Đây tiết diện tập hình nhá. Chúng ta chưa làm phép tổ hợp với lại khác. Đây tiết diện tập hình này. Ví dụ chúng ta tìm đến thép. Ví dụ chúng ta có một lít nhiều này đúng không? Ta tìm thế nào? Ta có một filter để tìm. Mọi người nhìn thấy một filter ở trên không? Ở trên cùng ấy có một filter. Có dấu sao ấy, có một của dấu sao ấy, ta có chữ H sao chẳng đúng không? H chữ dấu sao là tìm tất cả những chữ bắt đầu bằng H. Filter, đúng không? Chữ filter ở đây. Dạ, thì bắt đầu ta kích vào chữ Y của file này, ra tiếp hình. Search chữ H nhá, H sao. H xong rồi dấu sao, filter. Đấy, kích vào mục dấu Y. Đúng không? Kích vào mục H này. Đó, bây giờ chúng ta đây là H 300, 315. Ta tìm từ lúc 300, 400. Kích vào dấu cộng. 300, 315. Kích vào này đúng không ạ? Nó ra ở đây. Một là chúng ta gõ trực tiếp đây. Hai là gõ thì phải gõ đúng cú pháp nhé. H trừ 300 nhân 300 nhân 10 nhân 15. Kích đúp vào đúng không ạ? Đấy, đấy là thư viện nó. Nếu mà chúng ta muốn tìm tab Y nhá, chúng ta search chữ Y nha, ví dụ này. Định nghĩa anh ạ. Cái đấy sẽ nó học sao? Chúng ta sẽ định nghĩa được. Đúng không? Thép tổ hợp thì khác nhá. Đây là thép hình nhá, trong đây là thép hình thôi, thép tổ hợp sẽ khác. Bây giờ chúng ta muốn tìm thép Y này chẳng hạn nhá. Có chữ Y vào, đúng không? Tiêu chuẩn thì mình là tự đặt định nghĩa được. Khối lượng bao nhiêu này? Mặt cắt khối lượng mặt cắt là bao giờ là như thế nào này? Mình đặt được. Thì mình chính xác chứ, thì không là thống kê sai hết đúng không ạ? Quan trọng nhất là khối lượng, mà mình thống kê khối lượng mà sai là nguy hiểm đúng không? Thì trong này nó có mục analyze này, ví dụ nhá. Mình tìm được cái H 300 nhưng vừa xong nhá. Nó sẽ có mục khối lượng cho mình. 10.300, 315 nhá. Có mục analyze nhá, ngoài cái dây này. Mục analyze này nó có khối lượng nhá. Ví dụ đây là 94 cân trên 1 mét dài. Đúng không ạ? Ở mục Analyze ở trên cùng ở bên tay phải. Analyze đúng không? Đấy, chúng ta nhìn thấy bảng khối lượng không? Đấy. Được chưa? Đúng không? Tiếp theo là mục thứ hai là Material là vật liệu đúng không? Vật liệu thì liên quan đến gì ạ? Vật liệu thì liên quan đến độ cứng của đối tượng đúng không ạ? Thành phần cấu tạo lên thì đúng không? Có các tiêu chuẩn thì do tiêu chuẩn thôi. Với tiêu chuẩn đây có hay dùng, không biết hay dùng theo gì, SS400 hay là bao nhiêu? Trung Quốc đúng không? Ví dụ thế thì mỗi loại tiêu chuẩn thì nó có Đông Á thì không biết có không? Và có thử vào không? Có đúng không? SS400 này ví dụ thế đúng không? Ví dụ chúng ta chọn SS400 vậy. Đấy. Thì với mỗi loại tiêu chuẩn thì nó có tiết diện và là vật liệu riêng trong môi trường của nước ấy. Modify nhá. Tiếp theo này, class là màu sắc nhá. Cái nút vào là ok. Finish là cái nó nhiều hoàn thiện bề mặt như là có file popping hay không, sơn chống cháy hay không. Đó. Ở đây chỉ là text rồi thôi. Poison này. Đây nhá, chúng ta Ctrl P về phẳng nhìn nó dễ nhá. Ctrl P về phẳng đi. Cái này là định nghĩa hướng của cái tab hình này. Đó. Ctrl P về phẳng đi. Ngoài chuyển sang tab thứ hai là tab position. Ctrl P về phẳng nhé. Zoom to để cái tab hình này đúng không ạ? Kích đúp vào đó. Ra thẻ position là để là gì ạ? Position thẻ thứ hai cạnh thẻ attribute. Cái này là chỉnh hướng của tab hình nhá. Middle này, vertical là phương đứng này, horizontal là phương ngang này, rotation là xoay này. Ví dụ down nhá,
người modify thử nha, mọi người cứ ấn thử vào xem. Down này thì nó sẽ xuống đúng không ạ? Down thì là hạ xuống này. Up là tiến lên này. Đấy, chúng ta thấy nó sẽ di chuyển cái điểm so với cả cái mép nhá. Đầu tiên nó vào giữa đúng không ạ? Middle thì vào giữa nhá. Đấy, đúng không ạ? Còn horizontal là sang trái sang phải. Mép này, sang trái này. Này sang trái này. Đấy, này sang phải này. Đúng không ạ? Middle nó vào giữa nhá. Được chưa? Đấy, chúng ta chỉnh thì đấy, sau chúng ta biết chúng ta điều chỉnh. Đúng không ạ? Còn hướng này, rotation là xoay. Top này. Đó, tức là xoay 90 độ, mỗi cái cạnh nhau là lệch nhau 90 độ nhá. Chả có cái 45 độ ở dài. Ví dụ nhá, 45 nhá, 45 thì đơn giản thôi, gọi 45 này. Đây là vẫn thêm một khoảng cách ở trong này. Ô 00 ấy. Ta nhập 45 độ vào. Đó. Đây chúng ta có những ô bên cạnh nhá, để chúng ta nhập thêm là sử trong trường hợp cột lệch 30 độ chẳng hạn. Đấy đúng không ạ? Ta thấy thêm hình xoay không? Đấy có ô bên cạnh nhá, ô trống bên cạnh ấy, ô có số 0 ấy. Còn giả sử lệch ra thêm 100 nữa chẳng, ta nhập một lệch 100 này. Đúng không? Lệch 1000 này. Theo góc phương đấy. Đấy đúng không? Đấy chúng ta đấy. Có các ô giả sử lệch ra bao nhiêu nữa. Thì đây mặc định của chương trình là đang vào giữa nhá. Ra nhìn đúng hướng cột nhá. Tại vì thép nó phải nhìn đúng hướng cột, không là nhầm đấy. Ta nhìn trên bản vẽ nhá. Ta nhập đúng vào nhá. Nhìn được plane là chính xác nhất nhá, nó kiểm tra lại này. Cột xoay đây đúng không ạ? Như này. Đúng không ạ? Xem đúng hướng chưa? Ta xoay đúng hướng nhá. Đây như này đúng rồi đúng không ạ? Ta sửa lại tọa độ tí thôi. Không này. Ta vào tim nhá. Tiếp theo này, chuyển về 3D này, nhìn cao trình nhá. Riêng cột thì vẽ theo cao trình. Cao trình thực tế nhá. Là sự bottom với cả top này. Bottom đây là âm 500 nhá. Theo đáy cột đấy, đúng không ạ? Chúng ta kết thúc vậy. Còn ở dưới là top là 7000. Top là 7000 ở trên cùng nhá. Modify. Không kết thúc vào cột. Đó, chỉnh mục top. Tại vì cột nó tính theo cao trình thực tế nhá. Tuyệt đối luôn. Âm 500 và 7000. Một position này. Bảy nghìn âm 500 top là đỉnh cột nhá, đỉnh là cái cao trình thực tế đấy. Có tầm là âm cao trình thực tế là âm 500 modify. Ok, bây chúng ta sửa luôn cái móng nhá, móng cũng vậy. Đúng không? Mọi người vẽ móng nhá, là sửa cái móng ở đây đúng không? Có một cái móng nhá, có lệnh vẽ móng đấy nhá, móng đơn này, grid path putting nhá. Rồi sửa xong quá trình cột chưa? Rồi sửa xong rồi. Rồi chờ chút nhá. Cột rồi đúng không ạ? Vậy vẽ móng nhá, ta vẽ lốt móng người ta nghỉ để làm một chút nhá. Móng ta vẽ trên mặt bằng nhá. Tấm mặt bằng 00 ta vẽ được. Đó, chuyển kích vào vị trí vẽ như cột thôi. Kích vào một điểm, ta vẽ đúng ở dưới cái chân cột này nhá. Chính là vào modeling này. Grid, concrete path nhá. Cái concrete nhá. Cách nào phân biệt rõ ràng nhá. Thép khác và bê tông khác nhá. Concrete path nhá, modeling này. Concrete, concrete path này. Đúng không? Path footing, cái đầu tiên đấy là móng đơn đấy. Path footing nhá. Đấy, hoặc là lấy tắt ở trên này thì là grid path footing này. Icon này. Đấy, icon là nhanh ý. Đấy, icon nhanh ý. Thì là cái này. Đấy. Đấy nha, path footing này đúng không? Cái thứ nhất này, cái thứ hai. Đây đúng không? Chưa? À, lại được chưa? Anh ta kích lại nha. Xóa đi là ấn vào đen này. Đấy nha, chúng ta phải móng. Thôi rồi, chúng ta chỉnh sửa sang nha, chúng ta nghỉ một chút nha. Rồi, trong lúc chờ. Ngon, ngon. Chào tục nhá. Bây đến phần nhạc móng đúng không ạ? Cái đồ móng này thì móng như cột thôi, cũng chỉ sửa tiết diện nhá, mọi người có thể vào mặt đứng xem này. Trục mấy nhá, trục một nhá, đúng không? Đấy, vào trục một chúng ta nhìn đúng không? Đây chúng ta kết đúp này,
tiết diện bóng này ví dụ là để 1.000 đấy nhá. Bóng này chỉ vẽ vào riêng phần thôi mà, đúng không? Kê kết thúc vào bóng. Đúng không? Kết thúc vào bóng này. Chỉnh tiết diện này, 1.000 này, đúng không? Giống hết như cột thôi, đúng không? Khác mỗi là phần tiết diện thôi. Cao chỉnh của nó với cả khác cao chỉnh nữa. Cao chỉnh là âm 500. Top là âm 500, bottom là âm 1.000. Đấy, như này, đúng không? Cái định nghĩa cao phát trình tuyệt đối nhá. Âm 500, top là âm 500, dưới là âm 1.000. Top là âm 500, có tầm là âm 1.000, modify. Được chưa? Thế thôi. Không có gì nó ok. Modify thôi, ok chỉ tắt đi thôi. Cái này ví dụ mình muốn đặt thép bên trong thì... Thép được, modify mà. Có đánh đấy, có thép. Nên thôi để sau nhé. Người dân gì? Có ai làm không? Có. Có ai hay làm không? Vậy ví dụ nha. Sao nhá. Vào 3D nhá. Đó, bây giờ chúng ta có lệnh copy nhá. Đó, chúng ta chuyển vào 3D đi. Ăn cơ chuẩn quê về một bảng nhìn theo dãy. Đúng không? Căng chuẩn tab để chuyển là tùy đó. Vào view này, window này. Chọn 3D này, đúng không? Chúng ta copy nhá, có lệnh copy này. Có hai lệnh copy, một là copy theo lệnh Ctrl C ấy, đúng không? Ctrl C này, chọn đối tượng này. Và chọn đối tượng này, Ctrl C này. Chuyển tắt ấy, copy. Chọn điểm gốc. Thế thường là chọn vào tâm của đối tượng, hoặc chuyển đến tâm đấy. Đây là ví dụ này. Ctrl C đấy, đúng không? Ctrl C chọn đối tượng này, quét từ nhá, chúng ta chú ý nhá, quét từ trái qua phải thì chỉ cần phải chọn hết nhá. Nó quét từ phải qua trái chúng ta chỉ cần chọn một vùng của đối tượng thôi, như này được, đúng không? Như get ấy, đúng không? Cái này ví dụ top mà muốn copy được theo kiểu nó khoảng cách không get này. Ví dụ copy theo khoảng cách đấy, ví dụ nhà Ctrl C nhưng mà sau này lại copy như bình thường, đúng không? Đây đúng không? Lệnh đầu tiên. Còn copy theo lệnh thứ hai. Chúng ta là edit này. Copy special nhá. Đây các kiểu copy. Copy special nhá. Là idea thì là theo phương thẳng. Theo hết tọa độ đấy, đúng không ạ? Vâng, chọn thường quả tim nha, hoặc là chuột phải nhá, chọn đối tượng này, chuột phải này, chọn cả hai đối tượng nhá, chuột phải, copy special, linear thì là cho những các phương x, y, z, đúng không? Còn rotate là cho xoay, mirror là đối xứng. Đấy, ba cái đấy đầu tiên là linear này, ví dụ theo phương y này, đúng không? 4.000 này, đúng không? Nó chính xác luôn, đúng không? Copy này thì chính xác. Làm cái gì đấy, cái đấy. Nhà người chú ý nhá, người chú ý nhá. Nhìn nhá, đấy. Chọn hết này, chọn đối tượng này, chuột phải nhá, chuột phải này, copy special này, này liền nhá. Đấy, vào đối tượng chuột phải này. Quét. Chọn đối tượng. Quét chọn nhá, chuột phải. Copy special ở dưới. Copy special. My Lia là copy gì ạ? Theo đường thẳng. My Lia đấy, ta nhìn theo khoảng cách. Đó, nhìn đúng phương nha, ví dụ có theo phương đứng này đúng không ạ? Là theo phương Y này, 4.000 này, copy này, 7.000 này, đúng không ạ? Đấy, theo khoảng cách mà. Giả sử theo chọn cả 3 đối tượng một lúc này, cứ giữ nguyên màn hình này. Theo phương X này, 6.000 này. Đó. Chọn tiếp ở bên cạnh của nó này, này chọn này 5.000 này, này chọn tiếp ở bên cạnh này 7.000 này, đúng không? Đấy, nó con nhanh kiểu này. Đúng rồi, chú ý nhá, phải chơi âm hay dương nhá, nếu mà ngược lại thì phải âm nhá, tiến lên thì là dương, ngược lại thì là âm, phải nhìn theo phương chiều nữa nhá. Bây giờ thì ai vẽ thực 3 thì phải âm nhá, âm theo phương y nhá, nhìn này thì nhìn y đúng không, âm mấy nghìn, âm 3.000 đúng không? Nó tiếp tục nhá, kiểm tra lại chiều nhá. Đây chúng ta nhìn bản vẽ nhá. Kiểm tra lại chiều nhá. Mặt bằng này có cột xoay ngược chiều đấy nhá. Thì có hai cột xoay ngược chiều nhá. Nhá, cột này này, cột trục 2 ấy. 2A nhá. Xoay ngược chiều chúng ta nhìn bản vẽ nhá, đúng không ạ? Kết thúc vào này,
ta xoay lại nhá, Poison này và một bách này chọn cái nước bên cạnh này nhá, top máy chụp 2A nhá, ở giữa ấy đây đúng không? Cái nước vào đây. Ồ, có 2 đang bị đánh hết này, bên này đánh hết, chúng nó ổn này đánh hết, ổn nhá, còn đang bị đánh hết xoay hết đi á, còn đang bị đánh cho sáng đi không đúng hướng xoay, nhìn này bản này là sổ, cột quái không đúng hướng xoay nhá, thì mời quay sang 3D nhá, xoay này đúng không ạ, giật quét từ này tiếp vào một đối tượng trước nhá, rồi hiện lên cái thực tính trước này, quét từ phải sang trái nhá, làm sao chỉ quét cột thôi nhá. Đấy, thì sẽ sửa chuyển sang 3D nhìn nhá, đúng không ạ, chuyển sang 3D nhìn, chúng ta quét này sửa tất cả những ai okay. Bị sai hướng cột ý, mời con chân P xuống nhá, có người sai này đúng không ạ, chúng ta xoay lại cột nhá. À, ví dụ bách là phải phong nhá, phong của bách nhá, cái đứa này nhá. Bây giờ sẽ chúng ta có 3 cột hack code số 4000 đúng không? 3 cột ở chung E đúng không? Chúng em này, chúng ta nhìn vào bên cạnh chúng em hạng code 4000 này, cách sửa nhanh nhá, ta quét kích một cái chứ, mà phải kích vào cái kích bài trước cho nó hiện ra thuộc tính trước đã. Chúng em nhá, nhớ nhìn chúng em này đúng không ạ, chọn làm sao chọn được luôn bài cột nhá, đúng không ạ, quét làm sao chọn hoàn cột, nếu mà ai không quét được về control nhá, ví dụ nó cột một cái xa nhỉ, đúng không, thì phải giữ control nhá, đúng không, control nhá, kích vào đối tượng, giữ control nhá. Không, cái này quét này, nó sẽ cung phẳng này thì quét luôn, đúng không? Đấy, chọn 3 cái cột đấy này. Rồi chúng ta vào vị trí position này. Chỉnh nhá, ăn check này, kích vào nút ở dưới cùng này. Nút trắng này, kích vào một lần nhá. À, mọi người phải bật thuộc tính cột lên trước nhá. Còn một tí kích vào cột trước đi đã. Kích vào cột lên thuộc tính trước đi đã. Kích thức vào. Ăn trách này kích vào mục ăn trách kích nút trắng nhá. Để bỏ thuộc tính đi. Giờ chúng ta về một sửa thuộc tính nào, chúng ta trách vào mục này. Sửa cao chỉnh này chứ. Ăn trách này, cái nút trắng này, cái nút cái cancel ấy. Cái ô trắng ấy. Ta tích một lần thì nó về trắng đúng không? Bỏ hết trách đúng không? Thẻ position đúng không? Thẻ position. Đó, bỏ nút ăn trách này. Nút màu trắng nhá. Bỏ tích đi, bỏ tích đi. Thấy mọi người thấy tích không? Thấy nó sáng lên không? Ăn tích, không, đừng tích thế, tích tay đấy. Đây có nút ăn tích này dưới không? Nút dưới cùng cái chữ cancel ấy, mọi người thấy không? Đấy rồi đúng không? Đấy, ăn tích mà nó không, nó trắng hết thì thôi nhá. Tích vào chữ top nhá. Đấy, mình chỉ sửa cao chỉnh thôi mà, đúng không? Mình sửa thành 4000. Rồi modify. Thì nó chỉ sửa cao chỉnh, còn hướng cột này vẫn giữ nguyên, đúng không? Modify. Đúng rồi. Mình phải chọn cả 3 cái cùng lúc để sửa ngay, đúng không? Đấy, xoay cái đấy, xoay lên, xoay sau chọn được cả 3 cái cùng lúc để sửa. Đấy, bây giờ phải hiện thực tính cột trước đúng không? Đấy. Tích vào cái bé nhất thì đã sửa rồi. Kích luôn cả cái bên cạnh nữa, một lần thôi, đúng không? Sau quét cả ba cái đúng không? Đúng không? Chúng ta nhá, nhờ cái nút uncheck đây đúng không? Cần sửa thuộc tính nào chúng ta check vào cái đấy, thì nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thuộc tính xoay, đúng không? Tiếp theo nhá, vẽ dầm đúng không? Ta vào mặt bằng 4000 nhé. Cho mặt bằng 4000 đúng không ạ? Đẩy sang. Cho đi vào view list đúng không ạ? Vẽ dầm đúng không ạ? Vào mặt bằng 4000 chứ ạ? Mọi người vào hết mặt bằng 4000 nhé. Dựng dầm này. Dầm tép hình này, đúng không ạ? Grid beam. Mô link này, grid steel part này, beam nhá.
Crystal Palace đi. Dạ, Beam nhá, hoặc là lấy icon nhanh này, Green Beam. Chú ý nhá, khi chúng ta ở đây chúng ta có chế độ, mấy cái chế độ này, người nhìn ở phía dưới nhá, có hai cái nút bé bé, cạnh chữ Auto ấy, ở dưới cùng màn hình ấy, trên chữ Pen, cạnh chữ Auto ấy đúng không ạ, có hai cái nút, một cái nút có một dấu chấm và một cái nút có bốn dấu chấm ấy, đây đúng không ạ, một cái gọi là gì ạ, Snap to Reference Line nhá, một cái là Snap to gì ạ, Geometry Line nhá, đúng không, cái đấy là chúng ta chú ý nhá. Khi chọn chế độ này, chọn cả hai nhá. Ví dụ khi chọn cả hai nhá, cái đang chọn ví dụ thế, chúng ta có thể bắt ra mép ngoài của đối tượng này, đúng không? Thấy không? Thấy có ô vuông bắt không? Đúng không? Nhưng mà khi chọn chế độ, kích bỏ chọn cái đối tượng chọn là Geometry này đi, bỏ chọn đi nhá. Mép này không được đúng không? Đấy, Geometry này là bắt điểm hình học quanh đường bao của đối tượng. Còn duy phần này chính là cái điểm tim này, đúng không? Và chúng ta vẽ từ tim đến tim mà, đúng không? Khi chúng ta bắt điểm là chúng ta bắt điểm ở đây đúng không? Đấy, nên là khi vẽ này chúng ta chú ý là bắt khi nào mà cần thiết thì mới bật chế độ bắt điểm này lên nhá, lên mới chỉ này, và không chúng ta tắt đi. Chúng ta để bắt dọc theo cái đường tim của đối tượng thôi. Ví dụ đây thì nó vẽ bắt sẽ rất chính xác đúng không? Không bị lệch đúng không? Và chúng ta để cả này bắt rất dễ bị lệch. Ví dụ chúng ta chỉ cần lệch một chút thôi. Và ra đây bắt rồi ví dụ thế này đúng không? Bắt ra đây, này ví dụ này, lệch đúng không? Và chế độ bắt điểm hình học lên mới chỉ này chúng ta bỏ đi. Cần thiết chúng ta vẽ thôi, mình bật thôi. Đó, như này bắt đúng không? Vào tim của đối tượng luôn đúng không? Không sợ lệch. Đúng không? Đó, chú ý nhá. Khi vẽ này chỉ để lên chế độ Reference Line. Còn khi nào cần thiết bắt ra mép của ngoài của đối tượng, chúng ta mới bật cái Geometry Line nhá. Cái điểm có một dấu chấm ấy đúng không? Anh nhìn thấy cái điểm đấy chưa? Đúng rồi đúng không? Đấy, dầm thì cách qua hai điểm thôi, bình thường. Hát này là hát 700 nhỉ? 500, 200, 10, 16 đúng không? Vẽ dầm lại nhá, chúng ta sẽ tiến diễn trước nhá. Kết thúc này, đúng không? Kết thúc vào đối tượng nhá, chứ không phải kết thúc vào lưới nhá, đúng không? Select này, chọn đối tượng nhá, kia cứ đặt để tạo bằng đích lần này. Hát 500 đúng không? Có thể hát sao? 500, 200, 10, 16 đúng không? Modify SF400, sửa dưới là cấp lốc SF400. Bao nhiêu nhỉ? 500, 200, 10, 16. Chọn là mục 500 ấy, 500 đến 600 đó. Select này, nó ở trong mục 500 đến 600 nhá. Đúng rồi. Có thêm position nhá, cái này là khác nhá, cái kia là mục level đúng không? Còn riêng beam ấy thì là nó có mục start và end nhá. Start là điểm màu vàng này, mày nhìn thấy điểm màu vàng không? Chính là điểm bắt đầu nhá, mà điểm chúng ta vẽ đầu tiên ấy. Còn điểm thứ hai là điểm màu tím nhá, điểm màu tím này đúng không? Phát tím này đúng không? Đấy là điểm thứ hai. Thì điểm đầu tiên này chính là điểm start đây, từng điểm màu vàng đúng không? Điểm màu vàng này theo phương x này chỉ hệ tọa độ địa phương, từ điểm này đến điểm này thì là phương x nhá, đúng không? Chúng ta giả sử chúng ta nhập 1.000 ở đây này, nó sẽ thế nào? Nó tiến lên đúng không? Âm 1.000 thì nó lùi xuống này, cái tốc độ ngược lại mà đúng không? Tiến lên đúng không? Âm là lùi xuống. Đấy đúng không? Nó hết theo tốc độ địa phương nha. Đấy chúng ta chú ý, chúng ta biết rồi đấy. Còn theo phương lệch theo phương y này, thì phương y là phương bên cạnh đúng không? Đấy đúng không? Đấy, chúng ta lệch. Còn theo phương Z là lệch theo cao trình máy nghiêng nhỉ. Đấy, chúng ta đã chú ý vào đấy. Ngoài ra còn có dầm cong nhá. Ví dụ đấy,
Tao vừa thử cái này đúng không? Ngoài ra ở dưới có mục gì ạ? Cover beam nhá. Cover beam ở dưới mọi người thấy không? Có chữ XE plane này. Có giả sử có bán kính cong là 5.000 nhỉ nhá. Mười cái dạng này. Mười điểm chia thì nó không bị lắm, giả sử để 50 đi. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Thật sự âm càng cao thì đúng không? 10.000 này. Càng thấp đúng không? Thế như đến như này nhá, thì muốn về luôn cái mặt bằng đó thì hay là... Không chụp đi. Đó. Đấy, ngoài ra có thể theo phần XS nhé. Đó, các con theo phần còn lại đúng không? Đấy nhá, chúng ta chú ý có mục đấy nhá. Cover beam. Chúng ta học cho biết hết tính năng đúng không? Biết hết tính năng mà chúng ta nhỏ cần không biết thì nguy hiểm đúng không? Và tiếp theo cái mục ở on plane nhé, độ lệch thôi đúng không? Đấy, ví dụ chúng ta đặt lệch ra 1.000 này, ví dụ cả hai cái cung lệch trả đúng không? Cả hai điểm đầu cuối cung lệch này đúng không? Cung lệch so với cả cái trục trục x này đúng không? Âm 1.000 này, đấy đúng không? Sang trái sang phải nên xuống đấy đúng không? Còn cái ấn đép này, cái này là gì ạ? Nó chỉnh để biết thôi, hạ cốt xuống so với cả hai cái điểm bắt đầu này, đúng không? Hai cái điểm đây, đâu đấy, đâu rồi? Ở mục B2, vẫn ở đấy không? Đây gì? Vẫn ở đây trong đấy, đúng không? Mình sửa thôi. Mình vào 3D mình nhìn thôi, cái đấy mình vào 3D nhìn nó thay đổi, đến sau biết còn chỉnh sửa, đúng không ạ? Đấy, chúng ta hạ cốt xuống âm 1.000 này, 1.000 này. Nó phải vào 3D mình thấy được, đúng không ạ? Là chúng ta điều chỉnh lên xuống tích tiến lên đúng không? Cái kia điều chỉnh đầu, còn đây điều chỉnh cả hệ luôn. Đấy đúng không ạ? Nó so với cả hai cái điểm vàng đúng không? Điểm vàng thì nó nhăng lên 1.000. Đấy ok, mọi người sửa về hết không xong nhá. Đấy biết ok, sửa về tính năng rồi, ok. Đấy, sửa nó về không xong hết nhá. Mọi người bắt đầu vẽ trên 4.000 nhá, tượng hình trên 4.000. Thôi cứ trên từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên nhé, nó dễ, đúng không ạ? Theo nguyên tắc, không theo nguyên tắc chả sao cả, đúng không ạ? Bây giờ cứ thế vẽ dầm ra thôi chứ không phải... Đúng rồi, copy lên này, đúng không ạ? Sau vẽ xong hệ này copy lên. Không, ví dụ như thế dầm anh vẽ cái dầm dọc kìa, có phải chỉnh gì như vừa rồi nữa hay cứ thế? Không, cứ nhập tích nhé, tích nhé xong rồi mình sửa xong, đúng không ạ? Mình nhấn OK, thì là thuộc tính này là cập nhập luôn, đúng không? Ví dụ vậy. À, mình sửa này, mình sửa là H500-216 đi. Bây giờ cũng nghĩa rằng là nó cứ ra y là kích thước như thế rồi đúng không? Đúng rồi, ấn OK cái là thuộc tính là thành hiện hành mà đúng không? Ấn nút OK ấy, thế là nó có mục đích đấy. Nó là gì ạ? Cập nhập cái này làm gì ạ? Cho dầm là gì ạ? Đang mặc định cái thuộc tính này, đúng không ạ? Và cứ thế mà vẽ thôi. Vẽ dựng hình. Đấy, sau đó vào 3D nhá. Đúng không? Ngươi chọn 3 đối tượng một lúc đúng không ạ? Căng trôn nhá, chọn 3 đối tượng một lúc copy lên. Căng trôn này, cái căng trôn này xong rồi kích chọn 3 đối tượng một lúc nhá. Ví dụ copy lên chụp ảnh đúng không? Chọn căng trôn, giữ căng trôn nhá.
Rồi chọn đối tượng này, xong rồi dựng control để chọn đối tượng tiếp theo. Đó. Chuột phải copy line đi anh. Đó, tương tự cho bên kia thế đúng không ạ? Control chọn hai đối tượng một lúc, chuột phải copy line layer đi. Copy line layer thì ta lưu lại thôi. Line layer đi. Cái này không là ấn để nó theo. Copy lên 3.000 nữa nha đúng không ạ? Copy lại lên 3.000 nha. Dạ. Bây giờ nhá, để vẽ tiếp này. Chúng ta nhìn mặt bằng 4.000 nhá, vẫn chưa xong đúng không ạ? Còn răng ở giữa nữa đúng không? Đúng không ạ? Còn ở giữa này. Răng nữa đúng không? Ta về mặt bằng 4.000 vẽ tiếp nhá. Được hình tiếp này. Đầu tiên là dạng tạo mặt phẳng qua hai điểm nhé. Ngoài cách tạo mặt phẳng hay mặt đứng dạng qua lưới nhé, đúng không? Đây chúng ta có cách tạo mặt phẳng qua hai điểm nhé. View này, có view này, với view photo này, basic view nhé. Basic view nghĩa là chúng ta tạo theo điểm mà chúng ta muốn, đúng không ạ? Ví dụ này, basic view nhé, cái đầu tiên ý, basic view. Basic view, mọi người chọn basic view nó hiện ra cửa sổ này nhá. Basic view đúng không? Đây là toàn độ này, plane này, toàn độ này sau khi tạo ra này. Ví dụ tạo ra cách chụp gì ạ? Cách chụp 1 đến 2 là 3.000 nhá, đúng không? 2.000 đúng không? Đây, giữa đây, giữa chụp này, đây đây đúng không? 2.000 đúng không? Chúng ta nhìn thấy là mặt gì? XZ đúng không? XZ đúng không? Song song với mặt XZ. Chúng ta chọn cái XZ này. Có 2.000 ra này. Đó, thì nó tạo ra một gì ạ? Một cái mặt phẳng theo trục đứng đúng không ạ? Cách ra cái trục ZX là 2.000. Đó. Đây mặt đứng mà nha, mọi người nhìn cao chỉnh nhá, -500 không phải đúng không? Đấy, theo này con giả sử muốn tạo mặt bằng này. Nếu mặt bằng 10.000 ta có gì 10.000 đây nhỉ? Còn là mặt bằng 2.000 nhỉ, ví dụ vậy. Đây, rồi, người tự cái cách tạo thêm nhá. Basic view nó tạo theo tạo độ nhá. Basic view này. Nhanh trên màn hình là tôi phím nút này nhá. Như ở trang giấy nhá. Basic view mua rồi nhá. Cách thứ hai nhá, cách thứ hai này, cách thứ hai là tạo grid view using toolbar nhá. Nghĩa là tạo view không nhìn qua hai điểm. Ví dụ cái khung view không nhìn này chúng ta ok nhá. Thì nó cập nhật cái thuộc tính không nhìn này là mặt phẳng này để chúng ta tạo nhá. Grid view using toolbar này, chọn qua hai điểm giữa nhá. Tấm hình tam giác ấy là giữa đúng không ạ? Sang bên này cũng là giữa đúng không ạ? Cũng tương tự như cái lệnh kia, nhưng mà chúng ta tạo qua hai điểm. Kia là chúng ta chụp tọa độ, còn đây là tạo qua hai điểm nhá. Ví dụ này, chọn điểm giữa đây này. Điểm giữa bên này này. Đúng không? Thì ra một cái mặt đứng đúng không? Và nó có hướng nhìn này, mọi người nhìn thấy hướng nhìn không? Ngay khi tuyển hạng nhá, grid view using to point nhá. Nó có mũi tên nhá. Đấy đúng không? Có mũi tên không? Có mũi tên màu xanh xanh không? Đấy thì là cái hướng nhìn của nó, nhìn từ vào trong đúng không? Và chúng ta chọn ngược từ bên này sang bên này đúng không ạ? Nó nhìn ra bên ngoài. Đây đúng không ạ? Chọn bên phải trước, trái sau rồi. Đấy, nhìn ngược lại đúng không? Đấy, nó phụ thuộc vào hướng chọn nữa, chọn nào trước, chọn nào sau đúng không ạ? Đấy, giả sử sau đó chúng ta vẽ ở đây thì không có gì rồi. Đấy nhá, thì có lệnh view này, cái view mua rồi nhá, basic view này, với cả using to point nhá. Hai lệnh đấy để tạo thêm các phần phẳng để chúng ta dễ thao tác hơn. Basic view với cả cái trên cùng, basic view với cả using to point. Basic view để tạo theo tọa độ, còn using to point là tạo qua hai điểm.
Rồi ta vẽ nốt đi. Vẽ nốt là phía kia đi ạ. Sửa đây là C đúng không? Tiếp diện là gì nào? C 250 đúng không? Vẽ đi. Hai điểm, hai điểm. Vẽ mặt lòng 4000. Vẽ qua 2 điểm. Không vẽ mà, vẽ nó vẽ dầm mà, dựng dầm. Đấy, không còn middle. Mất qua 2 điểm middle của đối tượng nha. Đúng không? Đấy rồi, chúng ta sửa tiết diện của nó là C bao nhiêu? 250 à? 90, 93 đúng không? Sát chữ C. Modify. Nó đổi màu nhá, cho ta để màu 4 nhá. Class ấy, đổi màu khác đi, để phân biệt luôn. Chúng ta làm thiết kế chúng ta cũng chú ý là nên đổi màu ấy. Mỗi tiết diện một màu. Sẽ 4 rồi đúng không ạ? À, ta dịch cái quốc to ra map nhé. À, ví dụ ta nhìn đây nha, nó đang ở giữa đúng không? Ta chỉnh cái position. Chỉnh cái position nhé. Từ middle sang right nhé. Middle on plane ấy, cái đầu tiên ấy, sang right. Từ middle sang right nhé. Cái trên cùng ấy. Để cho nó đặt ra map ngoài mà C thì ăn ra cánh mà. Đúng không? Không để tim nhé, ăn ra cánh. Xe thì ăn ra cảnh nhé. Này, on plane nó ra nhé, không phải biết đổi nhé. Ok. Nó ấn ok. Này, tương tự dựng cho hai khung còn lại. Cái này thì cóp này. Cái bên cạnh thì vẽ, cái trên thì cóp. Cóp sang cóp từ giữa này. Lên giữa này. Cóp từ giữa này này, lên giữa này. À, ta vẽ thiếu dầm đúng không? Ở đây còn dầm ngang nhá, mọi người chú ý này. Chúng ta còn cái dầm ngang đấy nhá. Dầm phụ đấy nhá. Mọi vẽ dầm phụ vào đi ạ. Cái dầm phụ nữa nhá. Dầm dọc đây này đúng không ạ? Cái middle bên này sang middle bên này này. Vẽ thành hai khúc nhá. Chúng ta cứ vẽ hết một lượt đi, chúng ta sẽ tiết diện sau. Đúng không? Ta thiếu tiết diện đúng không? Vẫn còn theo trục đường nữa, ta nhìn vật là thiết kế. Cái này cóp, cóp đây đúng không? Tính khoảng cách 2000 cộng với cả 1500, 3500. 1500 mà. Đây là gì? Chưa phải. Copy. Lại đi ạ. Y mà. Mọi người vẽ nốt cái dầm kia nhá, dầm H300 nhá, dầm kia là H300. H search chữ H chữ 300 cho nhanh. Không, ta thiếu một cái dầm dọc nữa, nhìn thiết kế đấy. Đang cốt này xem nó kiểu nó cùng màu này nhé. Cùng màu luôn rồi đúng không ạ? Anh kép với cái kép rồi. Kích ra ngoài, kích chuột. 300 bao nhiêu nhỉ? 150, 6,59 này. 300, 150, 6,59 nhé, cái dầm dọc ấy. Đổi thành màu lam nhé. Đây, dầm ở đây này. Đang trôn sửa cùng một lúc nhé. Cho vào middle nhé. Rồi tiếp tục này, chúng ta chú ý nhé. Ở đây nó lại do chúng ta vẽ cái gì ạ? Dầm C vẽ trước nhé. Vậy dầm C phải cắt ra, đúng không ạ? Người nhìn kỹ không? Rồi lên chút nhé. Collect Split này, edit này, để cắt cái dầm C ra nhá, edit này, split này, chọn đối tượng này, chọn điểm chia này, ngon thì cắt ra thành hai đối tượng nhá,
chọn đối tượng này, chọn điểm chia này. Chọn điểm chia ở giữa hai đối tượng luôn, gương to này các bạn, ở giữa vừa dầm kia ở đây bên mép nhà chưa sửa nữa. Edit split nhá, chọn đối tượng phần chia nhá. Nếu là cái này chia đôi đúng không? Đấy, chọn đây, cắt đôi lại một hai đối tượng. Ăn đủ đấy. Nhá lại split nhá, chọn đối tượng. Edit này. Split này. Chọn đối tượng phần chia này, chọn điểm phần chia này. Đấy, ví dụ vậy. Đấy chia này thành đôi đúng không? Ví dụ vậy. Làm lại nhá các bạn. Edit này, split nhá. Sau bắt đầu mới chọn đối tượng. Không, không cần chọn trước, Không cần chọn trước này, edit này, split này. Chọn đối tượng này. À, sau rồi mới chọn điểm, cơ đôi đúng không? Điểm này chia đôi mà, chọn ở giữa này. Đó, vậy. Đó. Sử dụng lệnh combine thì ngược lại nhé. Edit này, combine này, mình chọn hai đối tượng. Đối tượng là combine này, đúng không? Chọn đối tượng đầu này, đối tượng là combine, thêm một đối tượng không? Đấy, đây. Một luôn. Đấy, combine nhé. Đấy, chia chia thằng này, đúng không? Chia thằng vòng dọc. Thôi, vẫn đang chia mà. Chọn đấy, đúng không? Chọn này điểm chia, đấy, đúng không? Rồi, đúng rồi, chia được rồi. Chia bằng mẽ, đúng không? Thế là chính trước thôi. Phụ phải đi theo chính, đúng không? Chia cái phần nhỏ thôi. Chia cái C ra. C. Nếu để trên mặt bằng nhé. Rồi. Giả sử mọi người giả sử đang thuộc cái này đang apply đúng không ạ? Ok nhá, mình muốn chuyển sang ngày khác và chỉnh đúng không ạ? Mình kích đúp vào, ví dụ đây. Trên bản vẽ vẫn còn ở giữa đây, ví dụ ai chưa vẽ cái giữa đúng không ạ? Còn một cái dầm ở giữa đây chả đúng không? Vậy cần nó lấy theo luôn thực tính này đúng không ạ? Chúng ta kích vào cái dầm này này, ok. Thế tự động nó cập nhật làm mặc định luôn nhá. Đấy, ví dụ mình cần cái nào mặc định thì kích vào cái đó xong ok. Tự động nó mặc định luôn, cái này sẽ là vẽ dầm đây, ví dụ đây. Đấy đúng không ạ? Đúng màu chứ ạ? Đây chúng ta cần thằng nào mặc định chúng ta kích vào cái đấy. Mày tiếp tục này, mày cái răng nhá. Được yeah. Kích vào cái dầm. Kích vào cái dầm cần mặc định cũng ok. Không, không bài đó, đấy, không bài. Ok, mình vẽ rồi thôi, cần vẽ này. Nhưng mà chưa đúng đúng không? Chưa vào giữa. Được chưa? Vẽ nốt đi, vẽ nốt cái giữa. Khi đúc vào cái ok. Ok. Đấy, mình vẽ lại cái dầm. Mình vẽ nốt cái giữa. Rồi, chúng ta vẽ rằng nhá. Vẽ rằng có hai cách. Có hai cách để vẽ rằng đúng như tọa độ như này nhá. Đầu tiên mình cứ vẽ dầm đi nhá. Đầu tiên này, người nhìn cái rằng ở đây đúng không ạ? CSS đúng không ạ? 76 nhân bao nhiêu đấy đúng không ạ? Đầu tiên này, cách thứ nhất này, cứ vẽ từ tim đến tim nhá. Cách này dễ hơn. Nhưng mà lâu hơn, thao tác sẽ lâu hơn. Và mất thời gian hơn đúng không ạ? Tim đến tim này đúng không ạ? Thì chúng ta sửa thành CSS. Chúng ta sửa tiết diện trước đi nhá.
xe đen nhá, nó ấm. Xe đen sao này. 76,1 x 2,5. Xe RS 76.1 x 3.5. 76.1 x 2.5. 2.5 đúng không? Ok. Mặt nó 17 nhá. Vẽ tim tim, cách thứ nhất là vẽ để tim tim. Đặc biệt lách ra mỗi bên ra 200. Cách thứ nhất, đây là cách thứ nhất để vẽ. Để màu 8 cũng được nhá, để màu 8 nhá. Vẽ tim tim đi, hướng dẫn. Tim đến tim nhá. Mà cứ vẽ như thường là sửa CSS 76.1 x 2.5. Không, mình vào select này. Search chữ CSS ở filter nhá. Rồi đúng không? Theo cái tên ký tự ở trên bản vẽ này. Là circular hollow section, cái tiết diện ống tròn. Người tìm CSS 76.1 x 2.5. Thì gõ luôn cả cái tên lên hết đi. Gõ luôn được mà. Quan trọng là làm cái nào nhanh thôi. Được chưa? Dạ. Rồi chúng ta di chuyển nhá. Đấy, cách này vẽ chậm hơn này, phải di chuyển này. Chuột phải mu nhá. Ví dụ đây theo phương kia. Và sử khi chúng ta cách đầu tiên là mu bình thường nhá, là sẽ là gì ạ? Khó đúng không ạ? Không thấy gì để mu này. Mu thông y này giả sử 200 này. Thì đấy cả hai đầu đúng không ạ? Đầu trên cũng di chuyển và đầu dưới cũng di chuyển đúng không? Đấy không được đúng không ạ? Thế để làm sao giải quyết cái này? Là chọn đối tượng này. Kích vào cái điểm đầu này nhá. Chọn đối tượng xong nhá, xong kích chuột trái vào cái điểm đầu. Chuột di chuyển. Mu này. Đấy đúng không? Cho nó chỉ di chuyển cái điểm đầu này thôi. Kích vào cái điểm đầu này. Nhưng mà di chuyển cái này ngược lại âm 200 này. Đấy đúng không? Nó chỉ di chuyển cái đầu mà cái điểm này không di chuyển đúng không? Cái điểm nào kích vào nó sẽ di chuyển điểm đấy nhá. Đúng không? Nếu mà mọi người kích vào cả thanh thì nó sẽ di chuyển cả thanh. Làm lại nhá. Đó, tim mình tim đúng không? Đầu tiên chọn đối tượng này. Kích vào cái điểm đầu nhá, kích chuột trái một lần vào điểm đầu. Kích vào cái điểm màu tím hay điểm màu vàng ấy nhá, cho nó ô thành hình caro thì được nhá. Xong vào di chuyển này. 200 này. Thế nó chuột phải này. Mu cũng được, hoặc là mu đáy bia tùy mình thôi. Dòng lên này. Đó, 200 này đúng không ạ? Đấy, kích vào đối tượng này, kích vào cái điểm này. Đấy, về qua hai bước nhá, chuột phải, mu này. 200 này đúng không ạ? Hướng theo hướng nào thì vào đấy. Đấy, đấy cách di chuyển đúng không ạ? Và kích cho điểm đầu vào sáng. Được chưa? Tương tự điểm cái ếch kết lên trên. Kích vào điểm đầu này. Chuột phải mu này. Mu này nữa là mu cũng được, tùy đúng không ạ? 200 đúng không ạ? 2 điểm dương. Nó sửa tiết diện là CSS, chưa sửa đúng không ạ? Để thành màu 8. Cái bức ở anh kết như thế này. Xe đây, 18. Cách đầu tiên là chậm đúng không? 4 lần thao tác là xong đúng không? Cách thứ hai là phải sử dụng kết hợp phím Ctrl nhé. Mọi người khi làm nhé, chú ý nhé. Ở dưới cùng ngọn bên tay trái này nó có một cái thông báo nhé. Grid beam này, nó grid pick first point này. Đó, ngoài dựng lệnh vẽ dầm đi. Dùng lệnh dựng dầm đi. Vâng, mọi người nhìn thấy góc trái màn hình. Góc trái dưới cùng màn hình. Và chữ pick first position nào. Đúng không? Thì đầu tiên mình giữ control. Control kích vào cái điểm đầu tiên đây chả. Control nhá, xong mình kích nhá. Kích chuột trái vào đây. Pick first point là vẫn giữ đúng không? Đấy, thì bây giờ chúng ta cắt điểm ra. Chúng ta gióng ra bên này có 200. Đó, thì chúng ta nhìn thấy pick second point chưa?
sau cái dòng này gõ 200, gõ 200 nhá, dòng ngang gõ 200, ok, đúng không? Nó nhìn ở góc dưới pitch second ball đúng không? Bắt đầu bắt điểm thứ hai này, nó lại giữ control tiếp, kích vào cái điểm này, đúng không? Cái control kích vào điểm này thì vẫn chưa hết lệnh second ball đúng không? Dòng ra, gõ 200, đấy thì kết thúc lệnh, đúng không? Đấy thì cái nhảy vẽ rất là nhanh, thì dùng lệnh control để căn điểm. Đúng không? Căn bằng cái điểm mà mình biết nó tạo độ cách ra 200 đấy. Kiểm tra lại cái dầm vào giữa chứ. Là máy không phải chưa sửa được tiết diện. Chưa phải xe đấy. Kiểm tra lại tiết diện. Làm lại nhé. Đầu tiên này. Người chú ý cả cái like bên dưới nhé. Pick first ball đúng không? Giả sử chúng ta kích luôn ý. Thì nó chuyển sang pick second ball luôn đúng không? Thì nó là sai rồi đúng không? Chúng ta chú ý nó phải căng trôn trước. Căng trôn trong này, bắt đầu rồi. Căng trôn trong một kích này. Đúng không? Đây là căn điểm cách ra theo trục y là 200 này. Giống này. Cái điểm cách ra 200 mới là cái điểm đầu tiên đúng không? Hãy căng trôn kích vào cái điểm này tiếp. Đúng không? Giống sang bên này. 200. Thì đấy mới kết thúc cái điểm thứ hai. Khi mà những căng trôn ý được đúng ý thì nó sẽ kích vào đây thì nó vẫn là second first point đúng không? Điểm này vẫn là second point. Giống ra người vẽ thì nó trộn lại dòng ra hàng trăm mấy cái này sửa cho kết sửa như nào kết đúp vào nó là sẽ những cái điểm nào mà có điểm rồi nhé, chúng ta đừng con trộn làm gì mất công nhé, cái điểm dưới này có điểm rồi đúng không, và con trộn làm gì mất công đúng không, kết luôn vào cái điểm đấy. Để nào cần thì mình căng trôn thôi. Mà nhìn đúng tốc độ nhé, này cứ xem bên này thôi mọi người. Chứ xuống đấy xong lâu lại như này. Nhà mà phải giống cái mức giống để giống sang bên kia. Đấy đúng không? Ăn chung đúng rồi, ăn xuống rồi. Xem này. Trừ 200. 200 không phải trừ đâu, đúng dáng thôi của Trung Quốc. Rồi, ăn xuống. Ăn chung kích vào điểm này. Giống sang ngang. Xong rồi, giống nhé. Giống lên. Cái dê chuột này. Đấy. Đúng rồi. Ông ơi xem không? 200, đây gõ ở hướng dương theo hướng đấy thì 200 luôn, theo hướng đấy là gõ 200 luôn. Ngược lại thì mới gần âm 200. Đúng không? Đấy, có hướng cả này. Và xem là cái nó thò đâu thì phúc vào đó. Chọn này một lần thôi. Xóa cái thằng vẽ thường, một cục thừa thường. Không, nếu mà mình giống theo hướng nào thì gõ luôn dương theo hướng đấy luôn. Ngược lại hướng đấy thì mới âm nó. Mình gióng này thì phương gióng thế là trục dương luôn rồi. Chính là phương rồi, mình chọn là phương đúng thì là có dương luôn. Còn là ngược hướng với phương đấy thì là có âm. Mẹ lốt nhá. Mẹ lốt trên mặt đứng nhá, à mặt bằng 7000 nhá. Còn bằng 7000 mẹ lốt nhá. Còn bằng 7000 là mẹ lốt nhá. Lốt xong mình đang nghỉ nhé. Ok. Đấy thì chúng ta dùng con trôn là sẽ xảy nhanh hơn đúng không? Con trôn nhanh hơn so với việc chúng ta mu. Chúng ta nhớ di chuyển cái vị trí rằng xuống âm 150 nữa nhé. Đúng không? Rằng ra để mặt bằng đúng không? Thì chúng ta mu xuống sau nhé. Thank you.
Ngồi bạn nói số 7 nhé. Copy này, về mặt bằng sẽ copy này. Cái bước ở đây xem sẽ hạn một giờ đúng chưa? Đúng không? Ok. Copy từ mặt bằng 4000 này. Xong rồi nhanh nhất phải vẽ cái khung biên đúng không? Mà 3D có. 3D. Mà 3D có thôi. Từ mặt bằng.